two, three. Down. Thank you. Try that again. One, two, three. Down. Thank you. And I want to thank all of you. Hôm nay tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn đã có mặt tại buổi tối ngày hôm nay. Tôi như vừa mới tiếp thêm sức mạnh cho những mục tiêu cao hơn. Thật vinh dự khi được gặp các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Bằng tất cả tấm chân tình, tôi lấy làm hãnh diện vì các bạn đều là những người đã chiến thắng. Mọi thứ diễn ra hôm nay làm tôi nhớ tới một câu nói. Tôi không nhớ rõ ai đã nói về câu này. Đừng lập những kế hoạch nhỏ. Chúng chẳng có được phép thuật để khuấy được dòng máu của đàn ông. Đại ý câu này là một kế hoạch nhỏ sẽ không thu hút được nhân tài. Và khi tôi nhìn lại kinh doanh này, tôi muốn nói với các bạn rằng chúng tôi có một kế hoạch lớn. Nhưng các bạn biết đấy, khi các bạn bắt đầu khởi nghiệp cùng Amway, điều bạn phải cố gắng làm đó là tồn tại. Bạn cố gắng khởi nghiệp với vài đồng lẻ để bạn có thể tái đầu tư và phát triển kinh doanh này. Và chỉ khi nào bạn biết bạn đang làm gì, lúc đó bạn mới có một kế hoạch lớn được. Và sau đó vũ trụ sẽ dẫn lối bạn tới những thành tựu vĩ đại. Đó là lý do vì sao chúng tôi luôn động viên tất cả mọi người. Rằng nếu họ làm được, bạn cũng làm được. Có rất nhiều người muốn nghe về quy tắc vòng tròn đầu tiên. Bởi vì đây là cách mà ta phát triển kinh doanh trên toàn cầu. Thật đáng tiếc là nó đang đi sai hướng tại đất nước này. Và vì thế, chúng tôi phải một lần nữa nhắc nhở tất cả mọi người về quy tắc vòng tròn đầu tiên. Có rất nhiều người bảo rằng vòng tròn đầu tiên mà bạn cần tập trung chính là người bạn bảo trợ trực tiếp. Điều đó không phải, vì vòng tròn đầu tiên chính là bạn. Vì bất kể điều gì xảy ra đều xuất phát từ vòng tròn đầu tiên của bạn. Hình dáng nó giống như cánh cửa tôi vừa mới bước vào. Tôi là một ví dụ về vòng tròn đầu tiên. Các bạn nghĩ vòng tròn đầu tiên của mình sẽ là gì? Có bao nhiêu người trong khán phòng này hiểu như thế nào về vòng tròn đầu tiên? Yeager là người đầu tiên được vinh danh khi đã được 60 điểm FA. Tính cho tới thời điểm bấy giờ, chưa từng có một ai đạt 60 điểm FA trước đấy. Lý do vì sao mà Yeager lại có thể làm được, đó chính là vì anh ấy đã hoàn thiện vòng tròn đầu tiên của mình. Điều quan trọng nhất đó là kết nối mọi người lại trong vòng tròn của bạn. Chỉ khi nào bạn hoàn tất xong vòng tròn đầu tiên của mình, thì những người khác mới có thể hoàn tất được, bởi vì họ đi theo bạn. Họ không nghe những gì bạn nói, họ chỉ làm những gì bạn làm. Và khi bạn phát triển, họ cũng phát triển. Hãy tin tôi, vì tôi đã có kinh nghiệm được 57 năm rồi. Từ khi mà tôi và Jay còn là những người đầu tiên tham gia, lúc đó tôi chỉ mới 23 tuổi, còn Jay thì 24 tuổi. Chúng tôi vẫn còn rất ít kinh nghiệm. Có rất nhiều người thảo luận về cách làm thế nào bảo vệ công việc kinh doanh và cách làm thế nào để nó phát triển. Lúc đó tôi còn không biết những thứ đó là gì. Mọi thứ mà bạn đang quan tâm đều tập trung vào vòng tròn đầu tiên.
Tôi sẽ tạm thời quay ngược lại quá khứ và cho các bạn thấy cách làm như thế nào để có thể trở thành vòng tròn hoàn hảo đầu tiên. Nhân tiện cho tôi gửi lời cảm ơn tới người upline của tôi đã mất cách đây 25 năm và cả upline của upline mà tôi còn không biết anh ấy còn sống hay đã mất. Tôi biết upline của tôi là vì anh ấy là một người bạn tốt và chúng tôi biết nhau thông qua mối quan hệ của upline anh ấy. Và nhờ vậy nên chúng tôi đã hình thành nên một số nguyên tắc căn bản trong hoạt động kinh doanh Amway. Khi chúng tôi nhìn lại, đó chính là cách chúng tôi hoàn thiện vòng tròn đầu tiên của mình. Chúng tôi đã từng đi qua giai đoạn mà khi chúng tôi chỉ muốn đăng ký thêm người mới nhưng lại quên lấp đi phần khuyết trong vòng tròn. Và vì thế nên có rất nhiều người tham gia không kiếm được tiền. Các bạn phải nhớ rằng mục tiêu của kinh doanh này là giúp người khác kiếm được tiền. Không phải là chỉ kiếm thật nhiều người. Chính vì thế mà chúng tôi tập trung tìm đủ mọi cách để giúp người khác kiếm được tiền. Khi Jay và tôi mới bắt đầu, mẹ của Jay là khách hàng dùng Nutrilite đầu tiên của chúng tôi. Bà ấy rất thích thú với những sản phẩm mà chúng tôi mang lại. Và thế là bà ấy chia sẻ thêm cho chúng tôi những mối quan hệ khác. Và từ đó, kinh doanh của chúng tôi bắt đầu phát triển hơn. Tôi đã bắt đầu như thế đấy. Khi đó có một người đàn ông lạ mặt tới gặp chúng tôi và cho chúng tôi xem một kế hoạch. Sau đó chúng tôi đã nhận lời đăng ký gia nhập. Chúng tôi chưa bao giờ hối tiếc về điều đó. Và lúc đó chúng tôi đã quyết định tập trung và dành toàn thời gian cũng với kinh doanh này. Khi ấy chúng tôi vẫn còn độc thân nên cũng không quá khó để đưa ra quyết định. Nhờ có một số vốn nhỏ nên chúng tôi có thể kinh doanh dễ dàng hơn một chút. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi tin vào nó. Chúng tôi không hề quen biết ai ngoại trừ người bảo trợ ra chúng tôi, rồi tin tưởng anh ấy, rồi làm. Đầu tiên chúng tôi đi làm meeting ở Chicago. Đó là một buổi hội thảo lớn với hàng trăm người tham dự. Lúc đó người điều hành mảng marketing của Nutrilite là Mitch Inner và Cassel Berry đang chia sẻ về kế hoạch marketing của công ty. Sau khi chúng tôi trở về nhà sau buổi meeting, cả hai đã quyết định ngưng tất cả mọi thứ và tập trung vào kinh doanh này. Và điều mà chúng tôi làm thường là ghé vào một trạm xăng trên đường về nhà và bán cho người nhân viên ở đó hộp Nutrilite Double X. Lúc đó chúng tôi rất muốn bảo trợ ngay, nhưng chúng tôi phải kiếm đủ 25 người khách hàng trước khi bảo trợ. Chúng tôi đã không làm được điều này và bắt đầu đi bảo trợ người mới. Điều đó đã tạo ra một sai lầm rất lớn, bởi khi đó có một ai đó tham gia và sợ phải bán hàng. Có một số người tham gia kinh doanh này chỉ muốn bảo trợ mà không kiếm khách hàng, không kiếm ra tiền trong thời gian dài, và tất cả họ đều sẽ bỏ cuộc. Nếu có một ai đó kiếm được ít tiền từ tầm 3 đến 5 triệu đồng mỗi tháng thì họ sẽ ở lại với bạn. Nhưng bạn phải giúp đỡ họ kiếm được số tiền đó. Và phần còn lại là của bạn. Đó gọi là lợi nhuận. Nhưng chúng ta lại thường bỏ qua bài học này.
Và chính vì thế mà chúng tôi đang cố gắng nhắc nhở các bạn quay lại bài học đầu tiên. Jay và tôi đã kiếm ra được 25, 45 và hơn 50 người khách hàng. Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi kiếm được hàng ngàn đô la mỗi tháng. Vào thời điểm đấy, đó là một số tiền rất lớn. Và vì sao chúng tôi kiếm được tiền? Vì chúng tôi có khách hàng. Và kiếm được tiền từ khách hàng. Từ đó tạo ra nền tảng vững chắc cho việc xây dựng hoạt động kinh doanh này. Nhưng đầu tiên bạn phải học cách sống sót với số tiền ít ỏi mà bạn kiếm được. Đó là cách mà tôi làm. Những gì mà tôi học được đều là nhờ vào việc tôi đi tham dự các buổi meeting thường xuyên. Và tất cả những gì mà chúng ta cần phải tập trung đó chính là vòng tròn đầu tiên. Và mấu chốt của mọi vấn đề đều nằm ở vòng tròn đầu tiên. Đó không phải là một cách làm mới. Cách làm này nó đã có từ rất là lâu rồi, nhưng chúng ta cần phải khắc ghi trong đầu thường xuyên, bởi vì đây là con đường duy nhất khiến bạn trở nên thành công trong Amway. Nhưng nếu mà bạn bán cho khách hàng cái mà bạn không sử dụng, và sau đó bạn có một đội nhóm, và tất cả những gì bạn làm là kêu họ gửi chúng cho tôi, và tôi phải xem toàn bộ hết các ý tưởng ngu ngốc, bởi vì đó là những câu hỏi ngớ ngẩn. Như các bạn đã thấy, làm như thế nào mà chúng tôi có thể phát triển kinh doanh rất nhanh? Đó là bởi vì chúng tôi bán cho họ những cái chúng tôi đã dùng và hiểu rõ. Và đó cũng là lý do vì sao chúng tôi có thể giải quyết mọi vấn đề của khách hàng về sản phẩm. Và nếu như các bạn chỉ bán những cái mà các bạn còn chưa dùng tới, thì xem như bạn đang tự giới hạn lại khả năng phát triển của bạn. Điều này có trong vòng tròn đầu tiên. Tới tận thời điểm bây giờ, chúng tôi vẫn còn khách hàng sử dụng sản phẩm Nutrilite. Và tất cả họ đều là khách hàng trung thành của chúng tôi. Chúng tôi nhận ra cách để xây dựng một công việc kinh doanh bền vững. Đó là khi bạn có khách hàng trung thành sử dụng sản phẩm Nutrilite duy trì đều mỗi tháng. Khi tôi nhìn lại vòng tròn của mình, tôi bắt đầu nghĩ cách phát triển nó ra. Nếu như mỗi một người đều kiếm được 10 người khách hàng, thì kinh doanh này sẽ phát triển gấp 3 lần chỉ trong vòng một đêm. Kinh doanh của các bạn, doanh số trong nhóm sẽ tăng lên gấp 3 lần. Chỉ cần chúng ta trở thành vòng tròn hoàn hảo đầu tiên, rồi các bạn sẽ nhận ra rằng rào cản lớn nhất ngăn các bạn đó chính là nỗi sợ. Và các bạn cho phép nó chế ngự bạn. Các bạn biết đấy, tôi từng nghe rất nhiều về việc tôi không đủ khả năng để làm được điều này, hay là tôi nghĩ hiện tại tôi chưa phù hợp, hay tôi không thể làm được. Tất cả những gì họ nói đều là về nỗi sợ, về việc tôi chưa sẵn sàng. Và họ bị kiểm soát bởi nỗi sợ. Nếu như chúng ta có thể dạy họ cách kiếm được khách hàng một cách dễ dàng, họ sẽ tự nhận ra được rằng mình có thể làm được, mình có thể tự đi kiếm khách hàng. Nghe có vẻ đơn giản phải không? Nhưng chúng ta phải học cách làm, học cách để phát triển, đi từ những nấc thang đầu tiên, học cách giúp đỡ được những người khác cùng làm được, và dạy họ cách tự kiếm khách hàng. Nó giống như bước đều bước.
một hai vậy. Bây giờ thì bạn biết vòng tròn đầu tiên là gì rồi đấy. Và khi bạn biết cách làm vòng tròn đầu tiên rồi, hãy giúp đỡ người khác cùng trở thành vòng tròn đầu tiên giống như bạn. Và lặp lại điều này với những người khác. Kinh doanh của các bạn sẽ tự động phát triển và đi lên. Điều gì làm cho chúng ta mạnh hơn và đặc biệt hơn? Khi các bạn trở thành những vòng tròn hoàn hảo đầu tiên, đó là chúng tôi đã tạo ra một nền tảng cho hệ thống trả thưởng. Và đảm bảo rằng tiền chỉ được trả cho những người có làm việc. Và nếu như có một ai đó không làm việc mà vẫn có được tiền, thì lúc đó bạn có thể la hét, oán trách chúng tôi. Đó là món quà và một điểm rất thiên tài mà Chúa gửi tặng cho chúng ta. Khi chúng tôi ngồi trên sàn nhà khu vực bếp ăn và vẽ ra một mô hình trả thưởng trên một tờ giấy lớn và tưởng tượng, nếu như hệ thống bạn có 200 tầng thì tiền sẽ chảy về túi người tham gia như thế nào. Bởi vì khi chúng tôi bắt đầu kinh doanh Nutrilite, kế hoạch rất đơn giản. Mỗi sản phẩm bạn bán ra, bạn sẽ nhận được 25%. Cho tới khi bạn lên được 21% thì hệ thống bạn sẽ được tách ra. Và người ở trên bạn sẽ nhận được 2% dựa trên tuyến bảo trợ của bạn. Nó cũng không khác là mấy so với mô hình Amway ngày nay. Về cơ bản, khi bạn giúp đỡ người khác thì bạn sẽ nhận được tiền. Chúng tôi đã bắt đầu với kế hoạch như vậy. Nhưng không bao lâu sau, chúng tôi nhận ra được một số sai lầm trong mô hình trả thưởng. Và thế là chúng tôi phải luôn luôn tìm ra phương thức trả thưởng mới, sao cho tiền luôn luôn được trả về cho người có làm việc, và tạo điều kiện để hệ thống luôn luôn phát triển không ngừng. Có rất nhiều công ty khác sao chép mô hình trả thưởng của chúng ta, nhưng có một thứ mà họ sẽ không bao giờ có thể hiểu được, đó là họ chỉ trả tiền cho người ở trên. Đó không phải là mục tiêu của chúng tôi. Mục tiêu là tiền sẽ tới với những ai có làm việc. Có rất nhiều người nói về người đứng đầu, nhưng các bạn sẽ thấy không hề có người đứng đầu nào cả. Sẽ có một số người bắt đầu trước bạn, và cũng có một ai đó cũng bắt đầu trước người vào trước. Tôi đoán là ai trong chúng ta cũng là người đứng đầu. Điều đó không quan trọng, bởi vì không có người đứng đầu nào cả. Và cũng không có dùng tiền cho người ở trên. Tiền chỉ được trả cho những ai có làm việc. Đó là một điểm rất thông minh. Một điều quan trọng thứ hai trong kinh doanh, đó chính là làm mới hệ thống. Con người luôn luôn thay đổi theo từng năm. Điều này có nghĩa chúng tôi không quan tâm việc phải loại trừ những người không phù hợp. Nhưng nếu bạn đã quyết định ở lại thì bạn phải thật sự xác định được bản thân mình muốn gì và phải cống hiến xây dựng phát triển cho hệ thống. Và cả hai điều này phải làm tốt cùng một lúc. Điều đó có nghĩa là bạn sẽ không bị giới hạn số lượng người tham gia. Như vậy sẽ luôn có người mới, và tiền sẽ luôn được hoạt động, và sẽ không có khoản tiền nào biểu động lại cả, vì họ tự trả thưởng cho nhau. Một điểm thiên tài, đảm bảo cho tất cả mọi người tham gia đều sẽ nhận được tiền. Vì thế ta có thể tự đưa ra con số mình muốn. Ta có thể trở thành tỷ phú
Và một khi hệ thống kinh doanh của bạn đã phát triển, tiền sẽ tới nhiều tới mức bạn không thể nào đếm được. Nhưng các bạn hãy yên tâm, vì tiền sẽ tự động được trả một cách công bằng nhất cho các bạn. Và lúc đó bạn chỉ nhìn nó hoạt động. Nhưng để tôi nói với các bạn rằng, đó là một trong những khoảnh khắc kỳ diệu nhất mà bạn từng xem. Khi bạn thực sự hiểu được cách hoạt động kinh doanh của mình, bạn biết đấy, đối với công việc truyền thống, bạn phải luôn bị phụ thuộc vào ông chủ. Và ý của tôi, đó là về sự ổn định và sự bất công trong công việc. Bạn đã biết tới một kế hoạch mà bạn sẽ được trả tiền cho những gì bạn làm. Nhưng hơn thế nữa, bạn đang nắm giữ trong tay cơ hội để khai phá hết tiềm năng bên trong bạn. Và khi bạn đã biết cách trở thành vòng tròn hoàn hảo đầu tiên, sức mạnh mà bạn có được sẽ như là một ngọn núi lửa phun trào. Và tất cả chúng ta đều sẽ trở thành những người thành công. Có rất nhiều người cười cợt và chế giễu về kế hoạch của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta ai cũng trở thành vòng tròn hoàn hảo đầu tiên, các bạn sẽ trở thành những người thành công nhất từ trước tới giờ. Và mỗi người trong chúng ta chỉ cần góp thêm một chút công sức. Tôi nghĩ mỗi người là 10 người khách hàng. Nó sẽ tạo ra cơn bão thay đổi thị trường. Và tất cả những điều tiêu cực mà bạn từng nghe về việc kế hoạch này sẽ phá sản đều sẽ bị đập tan. Bạn biết đấy, chúng ta chỉ cần chứng minh cho họ thấy là chúng ta đúng. Và rồi bạn sẽ sớm nhận ra rằng kế hoạch này sẽ phát triển theo các số nhân. Những gì mà bạn phải làm, đó là chứng minh cho mọi người thấy rằng bạn đúng. Và nó chỉ xảy ra khi các bạn trở thành vòng tròn hoàn hảo đầu tiên. Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng nó mang sức mạnh cực kỳ lớn. Sẽ còn thêm một vài điều quan trọng khác mà tôi muốn nhắn nhủ tới tất cả mọi người. Điều thứ ba, Amway là một công việc kinh doanh quốc tế, nơi mà bạn có thể bảo trợ bất cứ ai, ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Đó là một điểm hoàn toàn đặc biệt trong kinh doanh Amway. Chưa từng có một công ty nào làm điều này trước đây. Nếu bạn có một cửa hàng đại lý ô tô tại đất nước này, bạn biết đấy, bạn sẽ rất khó để mở thêm một cửa hàng thứ hai ở một nơi nào khác. Nhưng đối với Amway, bạn có thể mở rộng kinh doanh ở bất cứ nơi nào mà bạn đặt chân tới. Điều đó tạo thêm một nguồn sức mạnh mới cho kinh doanh của các bạn. Và thực tế điều này đã tạo nên một sức mạnh rất lớn trong Amway. Trong khán phòng này, có rất nhiều người giỏi học thức cao và thậm chí còn tính toán hơn cả tôi. Chắc chắn các bạn sẽ nhận ra được sức mạnh cực kỳ lớn mà các bạn đang được sở hữu trong kinh doanh này. Có nhiều người không tin vào những gì tôi vừa nói về những điều tuyệt vời mà bạn được sở hữu, bởi vì cái giá bỏ ra là quá thấp so với những giá trị to lớn mà nó mang lại. Nhưng những giá trị này chỉ tới khi bạn thực sự nghiêm túc và dành thời gian cho chính kinh doanh của các bạn. Làm sao chúng ta có thể kế thừa lại những điều này cho thế hệ tiếp theo? Bạn thấy đấy, Đắc và những đứa con của tôi đang kế thừa điều đó cho bọn trẻ. Và tất cả giá trị này sẽ luôn được thừa kế lại cho nhiều thế hệ tiếp theo. Rồi sẽ rất sớm tới lượt thế hệ thứ ba kế thừa và phát huy những giá trị này. Rồi tới một lúc bạn sẽ nhận ra rằng những gì bạn đang tạo dựng sẽ kế thừa lại cho các thế hệ tiếp theo một cách tốt nhất. Mà bạn không phải trả tiền hay đóng thuế hoặc đầu tư bất cứ thứ gì cả. Bạn chỉ cần tạo dựng và toàn bộ tài sản của bạn sẽ thừa kế lại cho thế hệ sau. Đó là một điểm khác biệt tạo nên sức mạnh trong Amway. Nhưng tất cả đều phụ thuộc vào vòng tròn đầu tiên. Tất cả mọi nghi ngờ của các bạn chỉ xảy ra bởi vì các bạn chưa phải là vòng tròn hoàn hảo đầu tiên, cho nên họ không kiếm được tiền và nhanh chóng bỏ cuộc. Và họ đều sẽ nói rằng tôi từng làm Amway rồi. Khó lắm không kiếm được tiền đâu. Và bạn phải vượt qua những lời nói ấy. Nhưng nếu chúng ta là vòng tròn hoàn hảo đầu tiên, bạn sẽ không cần phải bận tâm vì điều đó.
Chúng ta sẽ đem chia sẻ những điều tích cực và tin tưởng cho người khác. Và đó là bài chia sẻ của tôi tới các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Với một chút kinh nghiệm về vòng tròn quang hảo đầu tiên, tôi không còn có nhiều cơ hội để gặp các bạn thường xuyên. Những gì tôi có thể làm bấy giờ, đó là chia sẻ những gì tôi biết cho các bạn. Bởi vì các bạn sẽ là những người đại diện cho Amway, một công việc kinh doanh tuyệt vời. Đó là một điều thật vinh dự. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian tới buổi tối ngày hôm nay. Đừng làm sai. Các bạn biết, đấy là lý do vì sao. Ngồi xuống, tôi còn vài lời muốn chia sẻ với các bạn. Tôi biết các bạn đang muốn tôi đi ngay, nhưng hãy để tôi nói vài lời. Có nhiều người bảo tôi rằng, tại sao ông vẫn cứ phải ra ngoài và làm những chuyện này? Tôi bảo, bạn sẽ không bao giờ hiểu được rằng tất cả điều này không chỉ là cho bản thân tôi hay về vấn đề tiền bạc. Tất cả những điều này là về việc giúp thay đổi cuộc sống của người khác tốt hơn. Những người đang tìm một cái gì đó cho cuộc sống, những người muốn sở hữu một công việc kinh doanh tự do, giúp ước mơ của họ trở thành sự thật. Chúng ta được chọn bởi vì chúng ta muốn giúp đỡ người khác thành công và dạy họ chính xác là làm như thế, và tạo ra thêm nhiều vòng tròn tiếp theo, và luôn luôn nhắc nhở họ về khách hàng mà họ có là bao nhiêu. Bởi vì bạn biết đấy, chúng ta đang xây dựng một nền tảng vững mạnh, mà một nền tảng vững mạnh cần phải được xây dựng dựa trên những giá trị đúng đắn. Cho nên hãy giúp đỡ người khác, giúp đỡ bản thân để xây dựng một công việc kinh doanh càng ngày càng mạnh hơn và lưu truyền cho hậu thế sau này. Bạn biết đấy, một số bạn bè xung quanh tôi giờ vẫn sống hoặc đã chết. Trong đó có một người tên Trash đã mất. Cô ấy là một trong những người đầu tiên kinh doanh cùng với Amway. Khi còn sống, cô ấy đã truyền đạt hết tinh túy của mình lại cho những người khác. Và khi đã mất, những điều ấy vẫn đang được tiếp tục kế thừa tới khắp mọi nơi trên thế giới. Các bạn đang làm một công việc cực kỳ tuyệt vời. Tôi đã được truyền cảm hứng rất nhiều khi được ngồi ở đây và nghe về chặng đường mà bạn tới đích. Và khi chúng ta làm những điều đúng, người đúng sẽ tự động tới với bạn. Bạn sẽ tìm ra được nhiều người đúng hơn, giúp bạn đi nhanh hơn. Bạn sẽ thấy được sự chuyển giao giữa các thế hệ càng ngày càng nhanh hơn. Nhưng những người cũ vẫn ở đó. Thay vì chúng ta loại bỏ họ, hãy kích hoạt họ lại một lần nữa. Mục tiêu của bạn là giữ mọi người lại và tiếp tục tiến về phía trước. Tôi biết bạn hiểu những gì tôi nói. Không biết bao nhiêu lần tôi đã nói về điều này. Và tôi nghĩ bây giờ, cuối cùng trong chúng ta cũng có người hiểu những gì tôi nói. Và chúng tôi cần những người lãnh đạo hiểu và nhận ra được sức mạnh này. Điều này sẽ giúp các bạn phát triển hơn trong kinh doanh Amway và làm tăng thêm giá trị trong cuộc sống. Quả thực là một công việc kinh doanh phi thường. Tôi tự hào về các bạn. Tôi biết ơn các bạn. Cảm ơn các bạn đã có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Và cảm ơn Mr. Luân đã thuyết minh video này gửi đến các bạn. Chúc các bạn thành công.